lúc khó khăn mới biết ai là người tốt. Đôi khi, người ngoài, người dân có thể ảnh hưởng lên bạn lớn hơn cha mẹ hay bất kỳ ai khác. Câu hỏi đặt ra là, người thân và người dân, ai là người quan trọng trong cuộc đời bạn? Ai là người dân? Có một nghịch lý là, đối với người ngoài, chúng ta luôn có xu hướng thể hiện những gì tốt đẹp nhất, trong khi người thân thì không được hưởng sự biệt đãi này. Chúng ta đối xử tốt với người dân nhưng khắc nghiệt với người thân. Có những câu chuyện khởi phát ban đầu là những mâu thuẫn, tranh chấp tài sản trong gia đình mà cần đến pháp luật giải quyết. Thân biến thành người dân, rồi thành kẻ thù chỉ trong phút chốc. Con mà tranh giành tài sản, đưa mẹ ra tòa thì sao gọi là con có đạo hiếu? Những trường hợp cha mẹ, con cái, anh em ruột thịt vì tranh chấp đất đai, tài sản mà trở mặt không nhìn nhau. Bên cạnh cái lý, chữ tình trong những câu chuyện này thường kết thúc trong sự dằn vặt, mặc cảm khi thân tộc phải đấu đá lẫn nhau. Người thân còn thua người dân, thậm chí giải quyết bằng cả bạo lực. Nỗi đau từ những giọt máu đào tiếp tục giằng xé trong tim mỗi người. Sai lầm lớn nhất của mỗi chúng ta là lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn đối với người thân. Có ai dám nói rằng mình chưa từng chút giận lên bố mẹ, anh chị, chồng vợ, con cái của mình hay không? Rõ ràng chúng ta biết rằng người thân của mình phải được trân trọng, nhưng cứ mỗi lần nổi nóng là mất hết lý trí, muốn tìm người để trút cơn giận, và thế là chúng ta lại chọn người thân của mình. Chẳng thiếu gì những người con nói nặng lời với bố mẹ, cũng chẳng thiếu gì những người vợ, người chồng chửi mắng nhau bằng những câu nói gây sát thương mạnh nhất. Câu hỏi đặt ra là, tại sao chúng ta lại làm tổn thương người thân gần gũi thiết bên mình, nhưng đối với người ngoài thì khi nào cũng tỏ ra nhún nhường, lịch sự, khách sáo, chào đón hỉ hả? Chúng ta đối xử với người thân thì thường hành động theo thói quen, chẳng cần lễ phép, chẳng cần dịu dàng ôn hòa, lúc nào cũng quên mất việc kính trên nhường dưới. Nếu không phải là kêu la om sòm, không ngừng trách móc, thì cũng là lơ đễnh, chẳng quan tâm, lời chẳng trả lời. Mỗi lần cãi nhau xong, chúng ta đều cảm thấy ân hận, thế nhưng ngày hôm sau vẫn tiếp tục cãi giả như thế, bởi đó là thói quen khó bỏ. Cách bạn đối xử với người thân như thế nào sẽ khiến cho người ngoài hiểu về con người của bạn như thế đấy. Muốn đứng vững ngoài biển khơi, muốn đóng tốt vai trò ngoài xã hội, việc bạn cần làm trước tiên là phải tử tế với người thân của mình trước. Đã nhiều người vẫn hay nói, anh em gì mà còn thua người dưng, hay chơi với người dưng còn tốt hơn anh em rất nhiều, hoặc sống như người dưng còn có nghĩa, có tình hơn. Và tư tưởng bài xích gia đình biểu hiện rất rõ ràng, bất cứ việc gì cũng bêu xấu người nhà mà ca ngợi bạn bè, ca ngợi người ngoài. Điều này càng dẫn đến mất đi tình máu mủ ruột thịt. Khi bạn sa cơ thất thế hay gặp hoạn nạn, có những người bạn đã ra tay tương trợ giúp đỡ, trong khi anh em giàu có thì ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc này, người dân trở thành người thân, là người tốt nhất, là ân nhân trong cuộc đời của bạn, hơn cả tình thân ruột thịt. Ngoài đời, bạn sẽ có rất nhiều bạn, có những người hiểu tôn trọng, nhưng lúc khó khăn mới biết ai là bạn tốt. Có câu nói rằng, lúc gian nan mới hiểu được lòng người. Thật vậy, chỉ khi gặp khó khăn, bế tắc, bạn mới biết thế nào là tình bạn, tình yêu, tình thân, mới hiểu được cuộc sống này đôi khi còn rất nhiều điều ngang trái. Khi bạn thiếu tiền, người thực sự giúp bạn hỏi có được mấy ai? Người bạn quen nhiều, nhưng người có thể giúp đỡ bạn khi khốn khó, hỏi được bao nhiêu? Không cần biết rằng bạn đã từng chơi với bao nhiêu người, bao nhiêu giai cấp,
bao nhiêu người giàu. Chỉ cần xem khi bạn khó khăn thì có bao nhiêu người vẫn còn chơi với bạn. Cuộc sống là vậy, dù ngày ngày ăn uống, tiệc tùng cùng nhau, nhưng khi ta gặp chuyện khó khăn, không nhất định sẽ có người đưa tay ra giúp đỡ. Bạn bè chỉ cần chất lượng, không cần số lượng. Giống như ôm đồm cả một xe khoai tây không bằng cầm theo một viên ngọc quý. Người dưng là bạn bè, là đồng nghiệp, là người ngoài không cùng huyết thống, luôn bên cạnh chúng ta trong cuộc sống. Nhưng giữa cuộc sống phức tạp này thì bạn tốt thì ít mà bạn xấu lại nhiều. Đôi khi họ lợi dụng lẫn nhau, lấy cái cần thiết rồi bỏ đi không một lời tạm biệt. Không phải cứ thân là bạn tốt là có thể tin tưởng hơn cả người thân. Lúc ăn chơi, ở đâu cũng thấy bạn, nhưng lúc hoạn nạn, gọi bạn chẳng thấy đâu. Lúc này, người dưng vẫn chỉ là người dưng, thậm chí còn có thể trở thành kẻ thù. Người đời lại có câu, cha mẹ khó nhọc nuôi ta lớn, bạn bè chơi xấu khiến ta khôn. Một câu chuyện tâm lý đời thường, trong những ngày bệnh không thể ra khỏi nhà, ruột quặn lên từng cơn đau đớn, không thể ăn được một thứ gì, tôi nhận ra giá trị thực sự của người thân. Hơn nữa, đối với tôi, bệnh tật là một thứ gì đó kinh hoàng, tinh thần và sức khỏe đều rệu rã, bị những cơn đau bòn rút từ từ. Trong thời gian này, có hai người thường xuyên gọi điện thăm tôi, hầu như gọi nhiều đến nỗi tôi không thể bắt máy. Đó là mẹ tôi và người bạn thân. Mẹ tôi đang nằm viện do bị tai nạn chấn thương đầu. Tôi không thể về thăm mẹ được. Ấy vậy mà mẹ vẫn gọi điện cho tôi, hỏi tôi thế nào, ăn uống ra làm sao. Khi đó, tôi im lặng, tôi suy nghĩ. Tôi suy nghĩ về giá trị của người thân và người dưng. Tôi thương mẹ tôi, rất thương những người máu mủ trong gia đình. Tôi cũng yêu quý những người bạn, nhưng tôi nhận ra mình còn chưa đủ, còn hời hợt với tình thân quá. Tất cả đều là vì bản thân, chưa bao giờ là vì gia đình. Người dưng, dù có tốt với bạn, có yêu thương, quan tâm, chăm sóc bạn nhiều đến thế nào, thì cũng không đảm bảo rằng trong những lúc bạn khó khăn nhất, họ sẽ ở bên cạnh và che chở cho bạn suốt đời. Những tình cảm mà người dưng dành cho nhau đều mang tính mong manh và ngắn hạn, dễ dàng đổi thay theo thời gian. Còn tình yêu thương mà người thân dành cho bạn không bao giờ cạn. Dù bạn có sai lầm, dù bạn thế nào, lúc bạn khó khăn nhất thì người thân vẫn mãi là người thân của bạn, luôn ở bên cạnh bạn lúc bạn cần họ, và luôn mở rộng vòng tay để đón bạn trở về. Nhiều người hỏi rằng, thế trong gia đình chồng thì người vợ là người dưng nước lã hay là người thân ruột thịt? Và ngược lại, người chồng với gia đình bên vợ thì thế nào? Vì sao họ phải hy sinh cả đời cho người khác? Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân. Trăm ngày vợ chồng thì tình nghĩa còn sâu hơn biển. Chồng vợ không chỉ là tình cảm, mà quan trọng hơn là còn có một chữ ân. Vậy nên, hai người dưng xa lạ lại có thể nên vợ chồng là do duyên nợ mà thành. Cũng bởi vì cái ân ấy mà hai con tim cần phải nâng đỡ lẫn nhau, không xa rời, không bỏ nhau, không vì ngoại cảnh mà đổi thay hay bội bạc. Lúc này, người dưng mà còn hơn cả người thân ruột thịt. Tình cảm đẹp nhất trên đời là tình thân muôn đời muôn kiếp. Ruột thịt là thân thuộc nhất, tình thân mới là thứ tình cảm đáng tin cậy nhất trên thế giới này. Cho dù bạn có đáng ghét tới đâu, người duy nhất không dứt bỏ bạn chính là người nhà của bạn. Tình bạn cũng rất cao đẹp. Ở nhà thì nhờ ba mẹ, ra đường thì nhờ bạn bè. Một trong những hạnh phúc lớn nhất đời này là tình bạn.
Khi bạn gặp bất hạnh hoặc khó khăn, người bạn đó có ở bên giúp đỡ và chia sẻ với bạn không? Nếu họ vẫn còn ở bên lắng nghe, giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn, thì đó là bạn đã tìm được người bạn tốt. Người thân hay người dưng, tất cả đều đáng trân trọng. Tất cả còn tùy vào hoàn cảnh. Quan trọng là do cách sống, cách đối xử và cách nghĩ của bạn.